Cuộc quay hối hả năm 2024 của thể thao Việt Nam mới chỉ bắt đầu và giải đấu đầu tiên trong năm 2024 có lẽ là giải chạy bán marathon quốc tế Việt Nam International Half Marathon với khởi đầu vào sáng sớm ngày 1 tháng 1 Tết Dương lịch năm 2024. Giải đấu với thông điệp cùng nhau bứt phá, sải bước đầu xuân đã mở ra sự khởi đầu đầy hy vọng cho một năm mới 2024 của thể thao Việt Nam. Giải chạy bán marathon quốc tế Việt Nam International Half Marathon được tổ chức đúng vào ngày mùng 1 Tết Dương lịch tại Hà Nội, quy tụ hơn 5.000 vận động viên chuyên nghiệp và phong trào tham gia. Đây là năm thứ hai liên tiếp giải được tổ chức. So với giải năm ngoái thì năm nay có những nét mới. Nét mới năm nay là chúng ta có thêm những cái nội dung mới. Đấy là nội dung chạy gia đình và nội dung đi bộ thể thao. Nhiệm vụ của liên đoàn ấy là không chỉ phát triển thể thao thể cao mà phát triển cả thể thao phong trào. Vì cái phong trào phát triển thì chúng ta mới có cái nguồn nhân lực để cung cấp cho thể thao thể cao. Chính vì vậy chúng tôi phát triển cái gia đình thể thao để qua đây làm nền tảng cho cái thể thao thể cao. Sự khác biệt lớn nhất của giải năm nay là ở nội dung đi bộ thể thao. Để lan tỏa phong trào, ban tổ chức đã phát động 200 bib miễn phí cho 200 vận động viên, chủ yếu là các vận động viên phong trào, những người mới làm quen với bộ môn đi bộ thể thao Ray Walking. Đây cũng là mong muốn và ấp ủ của nữ hoàng đi bộ Nguyễn Thị Thanh Phúc, người đang giữ kỷ lục 17 năm sáng ngôi vô địch quốc gia, từng tham dự 6 kỳ SEA Games, giành được 5 huy chương vàng, từng đoạt chuẩn tham dự Olympic London 2012 và giải điền kinh vô địch thế giới ở Moscow năm 2013. Trong năm 2024 thì Thanh Phúc mong muốn rằng là sẽ có những cái giải đi bộ quốc tế để Thanh Phúc được cọ sát nhiều. Dù sao đi nữa thì cái niềm đi bộ nó vẫn ăn trong máu của Thanh Phúc rồi, và đó là cái chuyên môn chính. Bên cạnh đó là Thanh Phúc sẽ dành những cái thời gian mà mình rảnh rỗi thì mình sẽ tập chạy để nó bổ trợ cho cái đi bộ nó sẽ được tốt hơn. Mình sẽ là người tiên phong, sẽ mang cái cảm hứng đến cho cộng đồng đi bộ. Mong muốn là những cái giải đi bộ sẽ len lỏi vào những cái giải đi bộ, ví dụ như là 5 km hoặc 10 km. Thanh Phúc nghĩ rằng là đi bộ rất là tốt, bởi vì là rất phù hợp với những cái lứa tuổi già trẻ, ai cũng có thể đi bộ được, và nó sẽ tạo cho chúng ta một cái sức khỏe dẻo dai. Để thực hiện được giấc mơ của mình, từ nhiều tháng nay, hai chị em nhà đi bộ Thanh Phúc, Thành Ngưng đã bỏ thời gian, công sức và kinh nghiệm của mình tích lũy được trong suốt 20 năm đi bộ để hướng dẫn kỹ thuật cũng như truyền cảm hứng đến với các runners, những người đã đến với chạy bộ nhiều năm, muốn có sự chuyển biến tốt hơn về sức khỏe cũng như chinh phục những giới hạn của mình cao hơn, xa hơn, mạnh hơn. Ngày mà Thanh Phúc mong chờ nhất cũng đã đến, ngày 1 tháng 1 năm 2024, lần đầu tiên nội dung đi bộ thể thao Ray Walking đã được đưa vào trong chương trình thi đấu chính thức của giải chạy bán marathon quốc tế Việt Nam International Half Marathon. Hôm nay giải đi bộ được tổ chức lần đầu tiên tại Việt Nam, cảm xúc bản thân Thanh Phúc rất là vui và hạnh phúc khi chứng kiến tất cả các bạn cùng đồng hành cùng Thanh Phúc. Và Thanh Phúc nghĩ rằng là đây là một giải rất là hữu ích cho tất cả các bạn, vì phối hợp được với đi bộ và chạy vào với nhau, đan xen với nhau, thì Thanh Phúc mong muốn rằng là những năm sau nữa chúng ta sẽ có rất là nhiều giải đi bộ được tổ chức, và đây là sẽ bước tiền đề để cho tất cả các bạn vận động viên phong trào có một tiêu để cố gắng trong hoạt động thể thao, đặc biệt là môn đi bộ. Ngưng đến Hà Nội thì cũng rất là nhiều lần rồi, cũng mười mấy năm rồi, nhưng lần này là Ngưng háo hức hơn. Ngưng cảm xúc của Ngưng là muốn đến Hà Nội nhanh hơn, bởi vì một chút là hưng phấn, một chút lo lắng, bởi vì không biết là tất cả những người mình đã gặp, đã truyền cảm hứng, đã dạy, đã chỉ bảo cho người ta đi bộ thì người ta có thực hiện đúng cái kỹ thuật cũng như là cái gì mình đã chỉ bảo hay không, thì cũng là một phần lo lắng. Và hưng phấn là bởi vì là mình cũng là được một cơ hội để mình lan tỏa tiếp cái môn đi bộ này. Bản thân Ngưng cũng muốn mọi thứ nó hoàn hảo để mà mình có tiếp theo những cái lần sau để phát triển cái môn của mình hơn. Sự hào hứng, niềm phấn khích đó càng được thể hiện rõ hơn trên khuôn mặt của những người tham gia. Dù rằng trong số họ có rất nhiều các vận động viên chạy bộ phong trào, cả những người vừa tham gia cự ly chạy bán marathon 21 km nhưng vẫn tiếp tục tham gia vào đi bộ thể thao Ray Walking. Môn thể thao phong trào còn non trẻ này đang từng bước được lan tỏa mạnh mẽ, và những người tiên phong càng muốn chứng kiến giây phút lịch sử này, một giải đấu chính thức của đi bộ thể thao Ray Walking đầu tiên được tổ chức ở Việt Nam.
mình đến với đi bộ là bởi vì có lý do, là bởi vì cái năm 2023 là mình chạy quá nhiều và mình cũng đến cái thời điểm là cơ thể nó lên tiếng, như là giới chạy bộ gọi là blue, và cũng hơi chấn thương một chút. Và mình cảm thấy là đi bộ nhanh nó là một cái như là một cái phương pháp, như một cái phao cứu sinh cho mình trong những lúc mà chân mình đang cần được nghỉ ngơi. Và hôm nay được tham gia cái buổi cái race đầu tiên gọi là race walking chính thức như thế này, mình cảm thấy rất là xúc động vì đã được là một phần của lịch sử trong cái giải chạy này ở Hà Nội. Đi bộ trước hết là mình cần phải rất là dẻo dai, chạy bộ thì mình cần phải có sức mạnh, còn đây là đi bộ thể thao là mình phải có kỹ thuật, là mình phải đánh tay như thế nào, chân mình phải thẳng gối như thế nào. Và nói thật luôn là 400m đầu tiên là mình cũng mỏi dã rời cái ống đồng luôn, cũng cảm thấy rất là căng thẳng chứ cũng không hề đơn giản. Mình không tự nhận là runner đâu, mình chỉ gọi là một người đi sưu tầm huy chương bằng chân thôi. Thì mình chỉ ước mong lớn nhất là mình được khỏe mạnh, mình không bị chấn thương, để mình được thỏa nguyện hoàn thành tất cả những cái giải mà mình đã đăng ký. Cảm nhận đầu tiên của em đó là Liên đoàn Thể dục Thể thao đã bắt đầu đưa một cái làn sóng mới, đưa cái môn thể thao đi bộ vào. Và cái việc đi bộ thì rất là tốt để cho chúng ta có một cái sức khỏe. Thì đây là một cái bộ môn rất là phù hợp với rất là nhiều đối tượng và có thể dễ dàng tiếp cận đến cộng đồng nhiều hơn. Và thật sự thì dưới góc độ của một người đã chơi chạy bộ một vài năm, khi mà đến với cái giải đi bộ thể thao này thì em cảm thấy là rất là hào hứng và cảm thấy rất là hạnh phúc khi mà Liên đoàn đã rất là quan tâm đến cộng đồng, mong muốn có thể mở rộng cái môn đi bộ này tới cộng đồng được nhiều hơn. Xét về đi bộ thể thao phong trào, có lẽ hai mẹ con nhà chị Hoàng Vũ Huyền Trang ở Hà Nội được coi là những người tiên phong của thủ đô. Chị Huyền Trang là người sáng lập ra câu lạc bộ đi bộ Hồ Gươm và chị Huyền Trang cũng đã xuất sắc giành vị trí số 1 tại giải đi bộ thể thao lần đầu tiên được tổ chức. Bản thân em thì mới tập đi bộ được 1.5 năm, còn con gái em thì là tập đi bộ được bao lâu con? 1 năm rồi ạ. Thì hai mẹ con em đều rất là yêu thích cái môn đi bộ này, và chúng em cũng lập ra những cái nhóm nhỏ ở trên Hồ Gươm để các bạn yêu thích môn đi bộ có thể tập luyện cùng nhau. Thì ngày hôm nay lần đầu tiên được tham gia giải thì chúng em cảm thấy rất là hứng khởi và cảm thấy tự hào. Cũng mong muốn là về sau này thì sẽ có nhiều giải đi bộ được tổ chức hơn để những cái người yêu thích đi bộ phong trào như chúng em có nhiều cơ hội được cọ sát ạ. Con nghĩ là bộ nếu mà có sự bền bỉ và tích cực thì ai cũng có thể làm được. Con mong muốn là mọi người sẽ biết đến môn thể thao này và tập luyện để có một sức khỏe tốt. Mong ước của em và năm 2024 là phong trào đi bộ sẽ phát triển thật là mạnh mẽ, có nhiều giải phong trào đi bộ được tổ chức cho những cái người yêu thích đi bộ như chúng em có thể tham gia nhiều hơn ạ. Đối với Ngân thì việc đi bộ được đưa vào thi đấu phong trào cũng là một sự ghi nhận. Lần đầu tiên thì Ngân cảm thấy cái nội dung của mình được trân trọng. Thứ hai nữa thì Ngân cũng cảm ơn ban tổ chức đã tạo cho Ngân cơ hội để mà có thể lan tỏa niềm đam mê của mình để giúp ích cho cộng đồng, giúp cho mọi người có thêm một sự lựa chọn để mọi người có thể cải thiện sức khỏe cũng như duy trì một lối sống lành mạnh hơn. Giải đi bộ đầu tiên được tổ chức với quy mô nhỏ, chỉ 200 vận động viên phong trào tham gia thôi, nhưng những tín hiệu tích cực mà giải đấu mang lại thì vô cùng ý nghĩa và lớn lao. Những người tiên phong cho đi bộ thể thao phong trào đều có chung một mong ước, đi bộ thể thao sẽ được nhân rộng hơn và có nhiều giải đấu được tổ chức hơn để phong trào ngày càng phát triển mạnh mẽ, cộng đồng có sức khỏe tốt hơn, tràn đầy năng lượng tích cực hơn. Thanh Phúc mong muốn rằng là có một cộng đồng khỏe mạnh, nên là bản thân Thanh Phúc sẽ lấy cái sự ảnh hưởng của mình để đi training tất cả những câu lạc bộ mà cần Thanh Phúc. Thanh Phúc sẽ cố gắng giữ cho mình một cơ thể khỏe mạnh để làm được nhiều điều hơn cho cộng đồng. Trước đây từ năm 2012 Thanh Phúc đi Olympic về thì Thanh Phúc nghĩ thấy tất cả những cái nước người ta nước ngoài người ta tổ chức những cái giải đi bộ phong trào cho tất cả các vận động viên phong trào, nên là bản thân Thanh Phúc ấp ủ cũng là khá lâu, hơn 10 năm rồi, và đây là lần đầu tiên Việt Nam đưa đi bộ vào trong công tác phong trào đi bộ, nên Thanh Phúc mong muốn rằng là năm sau và những năm sau nữa sẽ có nhiều giải để cho các bạn vận động viên của chúng ta có mục tiêu cố gắng và mong
mong muốn mọi người hãy cùng nhau lan tỏa, hãy đến những câu lạc bộ gần nhất và lập nhiều câu lạc bộ để tất cả các bạn hỗ trợ, đặc biệt là trẻ em và người già. Người ta sẽ biến đổi những người đi bộ thường thành đi bộ thể thao, bởi vì đi bộ thể thao cho chúng ta được sức khỏe dẻo dai. Và mong muốn tất cả các runner chúng ta hãy cố gắng đưa đi bộ vào trong cái hành trình tìm kiếm sức khỏe của mình để giảm tải chấn thương. Hai nội dung đi bộ và chạy bộ nó sẽ phối hợp với nhau, nó sẽ giúp cho chúng ta không bị nhàm chán trong cái hành trình ray của mình và giảm tải chấn thương. Bởi vì chấn thương, Thanh Phúc nghĩ rằng là một cái chấn thương đối với runner đó là một điều rất là ám ảnh. Và đặc biệt Thanh Phúc mong muốn là tất cả có một sức khỏe và một cộng đồng rất là khỏe mạnh. Bạn Ngân muốn là lan tỏa cái môn đi bộ này đến với tất cả mọi người và có thể là giúp ích cho nhiều người hơn nữa ở nhiều môn thể thao để mà người ta có thể theo đuổi. Bởi vì hiện tại thì sự phát triển của thể thao phong trào rất là lớn và nó cũng giúp ích rất nhiều cho thể thao thích cao. Hiện nay thì cái lực lượng đi bộ của chúng ta thì đang thiếu hụt. Và chúng tôi muốn mong qua cái giải thi đấu này thì chúng ta sẽ phát động cái phong trào đi bộ trong toàn dân. Thông qua đây thì chúng tôi hy vọng rằng chúng ta sẽ đẩy mạnh được cái nội dung đi bộ và sẽ tuyển chọn được thêm cái nhân tài cho chúng ta. Mọi người ơi, các hoạt động thể dục thể thao thì sẽ rất là tốt cho sức khỏe. Và em tin rằng là với mỗi một ngày chúng ta chỉ cần dành từ 15 phút đến 30 phút, có thể là đi bộ cũng được, cũng sẽ giúp cho chúng ta có một cơ thể khỏe mạnh hơn, hạnh phúc hơn. Và chúng ta sẽ có một sức khỏe có thể sống được rất là lâu. Trở lại với giải bán Marathon Quốc tế Việt Nam Half Marathon 2024, màn thể hiện của các vận động viên điền kinh Việt Nam các cự ly chạy dài hàng đầu thật sự ấn tượng. Kỷ lục quốc gia nội dung bán marathon nam 1 giờ 07 phút 39 giây của Đỗ Quốc Luật đã bị phá bởi nhà vô địch SEA Games 31 marathon Hoàng Nguyên Thanh với thành tích 1 giờ 06 phút 39 giây. Trong khi đó, cuộc đua ở nội dung của nữ là cuộc cạnh tranh gay cấn và quyết liệt giữa hai tuyển thủ quốc gia hàng đầu Nguyễn Thị Oanh và Lê Thị Tuyết. Nguyễn Thị Oanh giành chiến thắng và phá kỷ lục quốc gia của chính mình với thành tích 1 giờ 15 phút 10 giây, hơn người đàn em Lê Thị Tuyết đúng 11 giây. Các vận động viên đội tuyển quốc gia ở cự ly 5 km, 10 km như Nguyễn Trung Cường, Bùi Thị Thu Hà, Phạm Thị Huệ, Đoàn Thu Hằng, Bùi Thị Ngân, Lê Văn Thao, Nguyễn Kim Bảo Ngọc đều đã thể hiện được phong độ tốt, tạo tiền đề cho các giải đấu khác trong năm 2024 đầy thách thức. Giải đấu năm nay thì quy tụ được tất cả những vận động viên mạnh nhất ở các nội dung thi đấu. Ví dụ như nam thì chúng ta có vận động viên Hoàng Nguyễn Thanh, đội trưởng quốc gia, rồi có Nguyễn Văn Lai. Ở nữ thì có Lê Thị Tuyết và Nguyễn Thị Oanh. Đấy là những vận động viên mà hiện nay đang là số 1 và số 2 của Việt Nam hiện nay. Và chúng ta thấy rằng là cái sự ganh đua của giải rất là quyết liệt khi mà các vận động viên đã đua tranh với nhau đến tận những cái mét cuối cùng. Và các vận động viên đã thể hiện được thành tích rất tốt. Có nhiều vận động viên là đã đạt được cái thành tích mà cá nhân tốt nhất của họ. Trong cái năm nay thì nhiệm vụ của chúng ta tương đối nặng nề khi mà chúng ta cần phải đặt cái chuẩn tham dự Olympic. Đây là một cái giải đấu mở màn. Và đến giờ phút này thì có thể nói là giải đấu đã thành công. Và chúng tôi kỳ vọng rằng điền kinh Việt Nam trong năm 2024 thì cũng sẽ thành công.